chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Trước khi vào video chính thì các bạn hãy cho Tim một like, một đăng ký, nhấn vào chuông để theo dõi video mới nhất của mấy anh em mình. Và nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên chia sẻ để mọi người cùng xem nha. Thì dạo gần đây có rất là nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình đổi chủ đề để cho tạo sự gọi là hấp dẫn hơn. Ngoài chủ đề thử thách sinh tồn và trò chơi ra thì mấy anh em mình còn một chủ đề mà đang được các bạn rất là quan tâm, đó chính là chủ đề nấu ăn. Sao mấy đứa thấy chủ đề này được không? Em suy nghĩ coi. Cứ nói, cứ suy nghĩ thoải mái. Đồng ý thì làm, không đồng ý thì dẹp qua bên. Hàng bậy phái muốn chết mà bày đặt suy nghĩ. Mình ta phải lựa món nào ngon ngon gì ăn gì uống nữa chứ mày. Trời ơi, tưởng được suy nghĩ chủ đề gì khác. Suy nghĩ món ăn. Còn mày suy nghĩ gì nhỉ? Ăn thì tao đã ăn ngán quá rồi. Nay mình uống đi mày ơi. Trời, nói dạng uống khỏi cần suy nghĩ. Mày cần biết thời tiết là được rồi. Là sao mày? Mày nói chuyện gì mà mơ hồ dữ hả? Mày không thấy thời tiết đang nắng nóng hả? À, mày giống ý tưởng của tao rồi đó. Trời nắng là phải uống đúng không? Mày bậy không? Ừ. Thời tiết nắng nóng vậy phải ăn mì cay cho nó đã. Cái gì? Mày có gì đâu bỡ ngỡ vậy? Tao là bình thường à. Bởi cái thời tiết nắng nóng này nguy hiểm lắm nha các bạn. Nó gây ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh dữ dằn lắm. Nhất là đẳng á. Thôi được rồi, đừng tranh luận nữa. Đối với cái thời tiết nắng nóng này thì nó cực kỳ nắng và nóng. Cái đó ai cũng biết luôn anh Phúc. Thì chính vì cái lý do thời tiết nắng nóng này, ngày hôm nay anh sẽ cho mấy đứa thực hiện một clip, đó chính là nấu. Nấu. Nấu gì vậy ta? Trời nắng nóng rồi phải uống đi anh Phúc. Chính xác. Uống cho nó đã khác. Muốn đã khác thì phải làm siêu to không lộ. Mấy đứa biết nấu trà sữa không? Biết. Biết nấu không? Biết. Nấu sao ra cháo heo đi. Hỏi chuyện của cậu là biết liền. Bây giờ mấy đứa có đồng ý làm một thau trà sữa siêu to khổng lồ không? Đồng ý. Thích không? Thích. Anh cũng thích nữa. Trời đất ơi, kêu nãy giờ ra khiên đồ phụ. Ồ, có kêu luôn hả? Hả? Mấy đứa giỡn thấy ghê luôn á, làm gì nằm đây hết rồi. Dạ, anh Phú đi mua đồ á, cái cốc hộp rau luôn rồi. Ủa vậy lẹ ra lấy đồ vô. Ghẻ đâu rồi? Ghẻ đâu rồi? Lẹ thức mày. Ôi. Ui, có mùi gì vậy ta? Ôi. Đường. Wow. Cái này là trà nè. Trà để làm trà sữa nè. Cái này là bột không ta? Sữa nè. Thạch nè. Ủa thạch kìa, quá trời thạch luôn. Wow. Wow. Kim cương. Kim cương. Đây là đánh bài. Cơ chuồng. Cơ chuồng đúng không ta? Ừ. Con này là gì ta? Không biết luôn. Giấm mùng hoa. Sao mấy đứa biết đây là gì không? Biết. Thấy đầy đủ nguyên liệu để làm trà sữa chưa? Biết rồi. Sao mấy đứa biết rồi? Nè anh Phu, ở đây có trà nè. Ờ. Món này sữa nè. Rồi. Không lại là trà sữa. Hả? Cùng hợp lý. Còn một nguyên liệu chính nữa mà mấy em mình chưa có, mấy đứa biết gì không? Trân châu quá anh Phú. Chính xác. Trà sữa thì thiếu cái đó là hết ngon rồi. Khỏi, làm trân châu chia cho nó cực. Một chút tôi ra ngoài ruộng dẫn mấy châu về là có mấy cái trân châu bỏ vô trà sữa liền. Trời 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 trời, thằng này thứ dữ nữa rồi. Ta thấy nó cũng hợp lý á. Ừ. Trà sữa trân châu. Trân châu. Đúng không? Gọi lại đúng rồi, trà sữa trân châu. Mấy này hết trời nắng quá nó loạn thần kinh hết rồi. Các bạn không cảm nha. Nó chơi nó đùa cho vui thôi. Bây giờ bắt đầu tập trung mấy em đi nấu nè. Đi đây. Kiếm đồ vô. Lên. Mang đồ vô trong này. Thành phần trà sữa của chúng ta ngày hôm nay phải nói là cực kỳ đầy đủ luôn. Anh đã đi gom nguyên cái chợ về cho mấy đứa rồi đó. Ở team người ta có bao nhiêu hũ là mấy em mình đã mua về hết luôn nha các bạn. Đây là trà. Đầu tiên chúng ta sẽ nấu trà. Có nước trà cái đã. Nấu nước trà để uống. Thì cũng để uống. Nhưng mà lấy nước trà ra để pha với sữa. Đây là sữa bột, mấy em mình sẽ pha chung nha. Đây là sữa. Còn đây là sữa tươi và béo để cho cái trà sữa mình nó béo. Mấy đứa có để ý một số nơi nấu trà sữa béo và một số nơi nấu trà sữa không béo đúng không? Dạ. Là do cái hộp này nè các bạn. Hộp này là hộp sữa cực kỳ mịn béo luôn. Đa năng. Cacao. Và đây cacao biết làm gì không? Có màu luôn. Dạ nháo chính xác.
cacao này để trộn với bột để làm thành những cái cục chân trâu siêu to khổng lồ, chọi trâu cũng chết. Nó bự cái này không đó. Chân trâu chọi trâu cũng chết. Chính xác không? Rất là hợp lý. Rồi, và đây là những thạch rau câu. Siêu to cũng là. Đây là kim cương nghe mày. Đầy đủ luôn, bảy sắc cầu vồng cho mấy đứa. Đây chính là hồ lô. Phước ơi. Sao Phước? Nguyên liệu như đây cái nào đựng cho đủ anh Phước? Rất là nhiều đúng không? Phải nói là cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ làm gì trước? Phải cái nồi bự vậy nè anh Phúc. Không có cái nồi nào mà bự cỡ đó hết trơn á. Cái thau. Ờ hợp lý. Cái lu. Cái hồ bơi. Đúng rồi. Thôi lấy cái thau đi, thau khổng lồ luôn. Cái thau nó chùm được thật luôn, thật lên cái thau nó ngồi không chìm luôn. Đúng rồi. Wow, cái thau gì mà chất lượng như vậy anh Phúc. Một chút đi rồi sẽ thấy. Bỏ đồ xuống bớt đi. Được hả? Được hả? Đường tương trao tà hữu dưa leo. Ai chăng chứ phải là người. Nhả lấy cái nồi nó múc nước mày. Nồi hả? Lấy cái này đi. Nè, nồi đã. Tao đưa nồi cái đã. Nồi bự dưới mày. Bộ cái đầu tụi bay không có hoạt động hay gì hả? Tao kêu lấy cái nồi bự, tụi bay lấy cái nồi này. Không đủ một ca nước nữa. Quá, nồi cái này được chứ quả. Cái gì cái nồi bự dữ vậy? Làm sao tao cũng lộ mà, sao cái nồi không tự được? Lấy đi mày. Ê được ơi, nấu nồi nước xong bỏ mày vô luộc được luôn thật. Ngồi vô được. Ê. Sao mấy đứa thấy nồi này hợp lý chưa? Rất là lớn nha các bạn. Mình nấu bao nhiêu lít nước luôn? Đông cho anh 50 lít nước cho đó. Siêu to khổng lồ mà, chơi đi. Hết cái lô này luôn. Như vậy là 25k. 25k là 25 ngàn đó hả? 25k nước đầy nè anh Phu. À đúng rồi, 25k anh nhầm tưởng đâu là 25 ngàn. Thôi đổ 25k nước đó. Tại vì 1k đó là 2 lít. Nhân cho 25 là ra 50 lít. Hợp lý, đổ đi. Wow, 1k thôi muốn té rồi á rồi. Thật, nhảy vô thánh thật. Đếm đủ nha quà. Dạ. Nước mấy anh em mình đang xài đó chính là nước mưa. 11k. Rồi giờ nhìn nồi nước vậy hả bầy? Quà đi lấy cái bếp ga ơi. Ok luôn. 5 minutes later. Nè bếp ga nè mày. Tao thấy nó chưa cân xứng lắm á mày ơi. Mày cứ để lên thử đi rồi biết à. Nghĩ sao quà? Cái nồi chạp bá mà cái bếp nhỏ xíu à. Không khéo để lên cái bếp xẹp lép luôn á. Ghẻ, mày chạy về nhà lấy thêm cái bếp ga đi. Ok luôn, đợi tao một xíu. Bếp ga tới đây. Nè bếp ga nè. Trời ơi, cái bếp ga gì bự dữ mày. Thì nhà tao có một cái đó rồi đó, mang qua cho tụi bay đó. Mày đo cái bếp ga đó với cái bếp ga này coi. Đưa mượn cái quần. Trời ơi là trời, cái bếp ga này còn không chịu nổi cái nồi này. Không chịu cái bếp ga này. Để lên cái xẹp lép luôn á. Đáng chạy về lấy bếp ga khác đi, tao có cái đó à. Ok em luôn. Đây. Bếp ga của tao hơi cũ chút nhưng mà xài rất là ok. Thử đây. Đo đây. Mày xếp vô. Ok. Thôi thôi động đi. Ok. Từ coi, từ từ. Có cái bếp ga còn nguyên không? Không có. Xin bảo ảnh, xin bảo ảnh. Đâu? Tôi nghĩ gì gồm gồm á. Rồi. Không có không khí mà giờ. Ồ ghẻ đâu sưu tầm được cái bếp ga mini nhìn cưng dữ ghẻ. Muốn mà chở anh Phúc. Cái này xài được không? Được sao anh Phúc? Đặn gánh vô thử đặn. Cái động đi anh đặn. Cái này mày lật. Cô biết gánh không? Biết chứ anh Phúc, nhưng mà để cho anh đặn chỗ tài.
Hả? Ok, Đặng làm đi. Hắn sao mày? Kim Như ơi, sao mà xoay xoay xoay? Hèn ba mẹ. Chưa chưa, từ từ. Hèn ba mẹ kiếp sau. Ôi. Quá. Quá chuẩn. Rồi sao? Ôi. Từ từ. Nói thật, nói thật. Lâu 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 ở đây. Đẩy vô. Ok. Tốt. Bật lên. Rồi làm sao nữa mày? Rồi bánh ra. Banh cái đế nó ra nè. Trời. Giờ đâu banh cái đầu. Đấy. Xả ra ra. Đâu. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Cháy rồi kìa Thu. Ờ à, cháy rồi, cháy rồi. Quá tay luôn. Ui, cháy rồi, cháy rồi. Trong khi chờ nước sôi mấy anh em mình sẽ nhồi chân trâu nha. Riêng các một bịch này vô. Một bịch cacao này có khối lượng là 500g. Chúng ta sẽ phối trộn 1kg cacao này với lại 750g một vị tinh. Khá là ngon. Nhưng mà hơi đắng. Bây giờ đổ nước vừa vừa vô để mình nhồi bột nghe các bạn. Đổ đắng. Đổ tới đâu nhồi tới đó nghe. Trước khi làm mấy anh em mình đã rửa tay bằng xì bông nghe các bạn. Các bạn đừng nói mấy anh em mình dơ dãi nghe. Mấy anh em mình nhồi hết nổi rồi. Giờ em hút nhồi nha các bạn. Thao bự quá. Cái nhà thử nè. Dạ. Ê thử mình nặng lại thành cái cục này không? Đây qua đây đây nhà. Một chút mấy anh em mình sẽ làm bên chân châu cái này nè mấy đứa. Này cho châu chết đấy ha. Sao hút được Phú? Nó hút gì? Hồi cầm nè. Cạp luôn. Ui. Ra bên ra chân châu nha. Rồi. Thấy giống chưa? Giống rồi. Một chút nữa mình sẽ dò viên trực tiếp vô cái nước sôi. Nước sôi luôn. Nó sẽ hình thành một cái viên dò viên như vậy luôn nha các bạn. Ấy nhầm. Chân châu. Chân châu. Anh cũng bị giống mấy em rồi đó. Liêu liêu liêu. Nước sôi rồi. Giờ mấy anh em mình sẽ dò viên chân châu này để luộc nha. Vô. Nước bắt đầu chuyển sang màu đen rồi, đen thui luôn rồi. Ôi thơm mùi cacao ghê luôn. Các bạn biết cái hạt đá này để làm gì không? Hồi chân châu nó chín á, mình vớt mình bỏ vô hạt đá này. Ghẻ mày có nước sôi chưa? Chưa sôi nữa mày ơi. Cái lò nước gì đâu, nãy giờ nấu có tiếng đồng hồ. Chưa sôi nữa. Mày nghĩ đi, cái nồi 50 lít nước chứ 5 lít nước đâu. Lâu sôi là phải rồi. Đây là bịch trà đen số 9 hoa trên nha các bạn. Khối lượng của nó là 500g tương ứng với 10 lít nước khi nấu trà sữa. Nước sôi rồi mấy anh em mình đổ trà nha các bạn. Ê. Ôi trà thơm. Thơm thiệt á. Công nhận thơm ghê luôn các bạn. Không thấy nước luôn rồi. Cái mùi của nó giống mùi gơm quá mày. Gơm cái mỏ mày trà người ta mà ta gơm. Ý tôi nói cái mùi thôi. Sau khi bỏ trà vô xong mình sẽ chờ nửa tiếng để cho trà nó ra. Sau đó mình sẽ lấy tấm khăn lọc nước trà lại. Này nắm lại nhá. Gọi xuống coi chân châu sao vậy. Đi. Mày thấy ta hại chưa à? Buồn quá các bạn ơi. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cái nồi chân châu của mình gan gì nè. Đây là nồi chân châu của mấy anh em mình. Tao nhớ chân châu hình tròn mà mày. Cái này như chan cháo luôn rồi. Thì bởi vậy tao mới buồn đó. Như chè đậu đen luôn. Hồi nãy tao nói mày rồi. Nói cái cục nhỏ nhỏ thôi. Mày chơi nguyên cục bự, chờ bá là sao chín nổi. Giờ sao vậy? Lâu lâu cũng thấy còn cục hai cục nè. Mà nó cũng không biết chín chưa nữa. Chán mày ghê luôn quá à. Thôi đi mua làm lại. Đi. Nó ra trà đẹp lắm nè anh Vô. Lên lên coi coi. Wow. Đúng rồi, cái màu này nè, một chút pha với lại sữa nó sẽ ra trà sữa đúng rồi nè. Giờ lấy gì luộc nguyên nồi cho bá này trời. Vô. Sao cơ? Giờ luộc sao giờ? Anh có mua một cái khăn mới rồi. Bây giờ mấy anh em mình sẽ múc từng ca qua lượt. Thật ghẻ, đi lấy giùm anh cái thau. Let's go.
Gì cái thao bự vậy? Bự hơn nồi đó. Cái gì cái thao này bự hơn cái nồi luôn. Tao chui vô ngồi con vừa mà. Tao chui tao bê coi nha. Ê, mày chui vô là ngồi có không con nào dám uống luôn á. Cái thao nó chùm được mình luôn nhát bạn. Cho nó trong đó 24 giờ cho mình thả nó ra. Bạn thấy cái thao lớn ra chưa? Hai mày cầm căng hay tao đổ luôn nha. Wow. Nhung nhung đây. Giờ mấy anh em mình lượt lên một lần nữa nhé các bạn. Cho sạch mấy cái bã trà. Đây các bạn, và đây là thành quả của lần thứ hai. Sau khi lần thứ nhất thất bại, viên chân trâu này vừa phải chứ không bự giống hồi nãy nha. Có con thật ghẻ nó làm mấy chân bự nè, không biết hồi luộc chín không đây. Chín hết mày ơi, làm bự gian cho nó đã. Thôi mày vô luộc tiếp các bạn. Công đoạn tiếp theo đó là pha sữa vô nghe các bạn. Đổ vô đi. Đó. Wow. Ui. Nhấm chân trâu đường đen nha. Thơm. Thơm. Nhấm chân trâu đường đen quá. Nên thử miếng coi. Thơm, mũi thơm. Ngon. Mà hơi lạc chút. Chưa bỏ đường mà đòi ngọt. Cái này bỏ nhiều đường không bây? Chơi hết nguyên kẹ đường cho tao. Lại lấy kẹ đường đi kẹ. Đây là hộp kem béo thực vật. Mấy em mình sẽ bỏ vô cho nó béo nha. Wow. Ôi ơi, gì mỡ tôm dưới cho bay. Nghĩ chan cái sữa hộp lắm nhưng mà nó béo hơn. Bỏ đường vô đi. Thôi bỏ con nào nếm nha. Vô. Ủa sao mày múc chi vậy? Sao không lấy nguyên cây đường này ụp vô cho xong mày? Nè nè mở mở mở. Ừ mở cái đường đó. Từ 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 từ. Hết cây đường không? Giờ đổ qua thao này nhé các bạn. Siêu to khổng lồ luôn. Đổ qua. Lên lên. Từ nha. Quá đã. Ai tính ra cái thao này hơn 50 lít hả mày? Sao vậy? Tại vì bỏ đường gia vị nó thêm mà. Đúng rồi, sữa với đường nhóc luôn mà. Mày nghĩ sao 50 lít? Bỏ lên bàn luôn. Trời ơi, cái đầu này lên rồi. Giờ bỏ chân trâu với thịt lụa vô nha các bạn. Đó, nhìn lụm tẩm đây. Wow. Lên. Đi vô. Mấy anh em mình chỉ lấy thịt lụ thôi nha các bạn, bỏ nước trong hộp nha. Cực thơm luôn bé ơi. Sàng qua sàng lại cho nó ớt nước xuống. Lội đi mấy em. Lội đi. Lội đi. Đây là hộp thịt lụ cơ rô trùng bích nha. Tiếp theo là trứng bích thảo thịt lụ. Wow, nó nổi kìa. Ôi đẹp. Tiếp theo là hồ lô biến. Thạch lũ hồ lô. Màu xanh lá cây cực đẹp. Ôi. Tiếp theo là thạch lũ kim cương. Thật là mãn nhãn. Cầm cầm cái dưới lên. Cho nó lội đi. Cho nó lội đi. Lội vô. Lội đi em. Ôi ôi nó thơm mày ơi. Còn tiếp theo không biết gì hết luôn. Đùi gà. Mình có tiền. Cái bông. Bông. Cái bông. Đủ quỷ sắc thù vọng nhé các bạn. Nó này thơm như. Lội đi. Tiếp theo là màu hồng cánh sen. Babi Cute. Trời thật. Ồ cũng giống cái màu tím kìa. Ôi,
Tiếp theo là màu xanh lá cây. Chưa bao giờ tao thấy cái thao trà sữa nào cỡ này đúng không Bi ơi? Quá trời thành nổi mặt luôn nè. Đi đâu cũng là thành luôn. Lội đi. Và đây là thành quả hơn 3 tiếng đồng hồ mấy anh em mình đã tập trung làm được. Sao hài lòng không mấy đứa? Hài lòng. Nó là cực kỳ hài lòng luôn nha các bạn. Một thau trà sữa phải nói là cực kỳ ngon. Có 102 luôn á. Chính xác không cô ơi, nó bự lắm rồi. Thể tích của cái thau này nè các bạn là 80 lít. Lúc đầu mấy anh em mình chỉ canh là 40 lít nước cái gì? 50 lít nước. Có đường nè. Có muối. À lộn. Muối gì ở đây? Một cây đường bao nhiêu ký ta? 12 chục ký, 12 chục ký, chục ký. Rồi cộng thêm là 8 bịch sữa kia nữa. Đó, thêm tầm cỡ chừng 10 lít nữa. Thêm 2 hộp sữa. Chưa nói hộp sữa, biết tính gì không? Thạch lựu của đúng mình rồi. Là 8 hộp thạch lựu nữa. Là nó dâng lên như thế này. Hiện tại bây giờ cái thau này đang có thể tích là 70 lít. Quá là căng. Một con số thật là... Nói chung là mấy em mình cũng không, lúc đầu không có tính tới 70 lít nữa các bạn. Chỉ tầm ước chừng gỡ chừng 50 lít là nhiều rồi. Sao bây giờ mấy em mình làm gì tiếp theo đây? Chị ơi! Khoan! Muốn kịch tính không? Muốn! Biết làm gì không? Vậy luôn. Bây giờ thì uống trà sữa nè. Trời ơi! Cái này em tua rồi mà tốt cái ngày cái cho tin. Cô ơi, thắng ngày này mấy em nhục lắm cô ơi. À, thắng nhục hả? Vậy thôi, anh bình thường đi ha. Ok. Thi không nổi đâu các bạn. Biết trước là hai thanh niên này sẽ không thắng nổi. Chỉ có Đặng với Hòa Thượng thôi. Sao Đặng với Hòa Thượng thi không? Thi, em có thi nè. Có giải thưởng luôn. Chơi luôn. Sao? Chơi luôn. Nghe có giải thưởng là chơi à. Nó lật mặt như lật bánh tráng vậy đó anh Vũ. Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ chơi không bốc thăm mà là cho anh theo kiểu công bằng. Đúng rồi anh Vũ. Bốc thăm hai cưng mới có khả năng thắng. Thôi đi anh Vũ ơi. Bốc thăm tự nhiên vô 10 ly cái rồi tới một chuyện luôn. Mỗi người một ly cầm lên. Rồi. Nâng ly lên cùng ly cái coi. Anh mừng cho tao trà sữa khổng lồ đã thành công nè. 1 2 3 vô. Thời gian bắt đầu. Ăn chậm chậm thôi. Hành đi. Mệt quá hút lâu á. Rậm thôi ẩn vợ lao đi. Hồi thịt này ngon mấy đứa? Ngon. Ngon ăn nhiều nhiều chút nha. Thật ghẻ lần này rớt đây rồi. Chưa biết nha mày. Bữa hổm mày ăn ly chè với tao còn chưa nổi mà. Hút hết nước bỏ cái rồi dục. Hay được không? Cái ly này rất nhiều hơn ngoài tiệm. Cái ly này gấp 2 lần ngoài tiệm các bạn. Người mình ăn ngoài tiệm là nhanh đó, giờ lâu quá. Đẳng cấp của chúng ta là người kết thúc đầu tiên. Tiếp theo đó chính là Hòa Thượng. Về ba. Đó chính là Nhã Ngáo. Và đang dẫn sau cùng đó chính là Thật Ghẻ. Còn em chơi. Trời ơi trời. Đi nào đi nấy, thịt lụ chân châu nhiều quá trời ơi. Thật ơi mẹ không nổi đầu hàng đi. Nít nôi mà rồi vô thi với người lớn. Mày đừng có cái. Nói lên nổi rồi. Bây giờ sửa hết nước đi. Các tuyển thủ của chúng ta vẫn đang tiếp tục ăn trong tình trạng đang rất là ngon miệng. Tuy nhiên, bước vào ly thứ hai thì không biết có còn ngon miệng hay không. Chuyển sang cái chế độ gọi là dâng trào. Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng trong thử thách uống trà sữa nhiều nhất đây? Chúng ta cùng chờ xem trong vài phút nữa nha các bạn. A few moments later. Tính tới thời điểm hiện tại, đẳng cấp của chúng ta gần hoàn tất 2 ly. Hòa Thượng thì 1.5 ly. Nhà Ngáo 2 ly, mới xây dịch một xíu thôi. Còn Thật Ghẻ của chúng ta 3 ly. Đây ly nhưng mà 3 ly. Thật Ghẻ chưa hết 1 ly nữa các bạn. Ai ăn không nổi thì đầu hàng nha. Đặng em chưa đầu hàng. Đẳng cấp của chúng ta đã kết thúc 2 ly. Méo. Ha
Dạ. Nãy giờ nó ăn, nãy giờ nó ăn bao nhiêu chất rồi? Nhà thu đi. Nhà. Không nhảy nha. Em đòi hàng luôn. Thế đòi hả? Nhìn nháo của chúng ta không kết thúc nội ly thứ hai. Đặng có nội được không? Nội vô. Khoan. Em đầu hàng luôn. Phương hai ly cứ kết thúc hai ly đợi cái đã. Thật ghẻ cho hết ly đầu hàng. Hai thanh niên thật ghẻ và nhà ngáo đã đầu hàng. Bây giờ chỉ còn qua thương và đẳng cấp. Em có em được chọn hai em luôn. Ok, hai thanh niên kia ra ngoài ngồi. Đẳng cấp và qua thương của chúng ta đang tiến dần về ly thứ ba. Cố lên em. Ăn xong này chắc cho nhập viện của anh Phương ơi. Không đến nội đâu cưng. Cố gắng lên. Biết sao không? Sao? Tiểu đường. Ngon đặng. Ngon. Đẳng cấp của chúng ta phải nói là đạo trào sữa luôn. Sao qua thương? Đây đầu hàng anh Phương ạ. Anh không nổi thì không ép nha các bạn. Và người thắng cuộc ngày hôm nay đó chính là đẳng cấp. Xin chúc mừng em. Yeah. Với số lượng là 2 ly. Gần 3 ly. Phải nói là ly trà sữa của mấy anh em mình là dạng ly lớn chứ không phải ly nhỏ đâu nha các bạn. Và ly nào ly đó thì các bạn cũng biết rồi. Thạch rau câu, rồi thạch lựu, trân châu. Đó, cứ đầy ốc này nè. Rất là nhiều nha. Như vậy là thử thách của chúng ta cũng đã kết thúc. Giải thưởng 1 triệu dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay đó chính là đẳng cấp. Xin chúc mừng em. Chúc mừng anh Vũ. Ơi mày. Ngày trả này giỡn thôi. Tiếp bao trà sữa nha. Trà sữa đây có rượu không gì nữa. Bị cay rồi, bị cay. Thôi mình và các em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, đăng ký và chia sẻ nếu các bạn thấy video hay nha. Nhớ bấm subscribe nó không phải để quay kim cương. Mua hạt video hay liên quan uy tín chất lượng. Quay càng nhiều nó hổ càng cao nha các bạn. Bye bye mọi người. Bye. Dạ hai anh em mình múc đi cho hàng xóm mỗi người một hộp nha các bạn. Chứ nhiều quá ăn không hết. Cái này chắc bỏ tủ cả tháng uống mới hết á. Cái gì nhiều quá mà. Thành phần trong đây rất là đầy đủ luôn nha các bạn. Các bạn cứ làm theo mấy anh em mình đi, bao ngon luôn. Trà sữa cực ngon, cực béo nha các bạn. Kiểu này chắc mấy anh em phải mở tiệm trà sữa mới được. Gọi đi cho trà sữa nha các bạn. Ê. Dạ mấy anh em mình đi cho trà sữa nha. Trà sữa ngon đặc biệt. Thôi tụi con gửi cho cô 5 ly nha. Rồi. Thôi đi nha chị Tám. Đi tiếp mấy đứa. Thôi cho chị Quyền ly và uống thôi. Cho chị ly nè. Rồi, cảm ơn. Rồi, xe mấy đứa đi gần gần vô. Đây, dạ, cho trà sữa. Dạ. Rồi, gửi nhà 4 ly nha. Gửi anh chị mấy ly trà sữa uống. Dạ. Uống đi nha. Dạ. Thôi chào cả nhà luôn. Dạ. Yeah.